Rồi, toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Thì lời đầu tiên trong video toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì hôm nay toàn mời quý cô chú anh chị và các bạn xem cách mà mực sang chậu cho cây mai xù, sang từ chậu nhỏ qua chậu bự để tạo cái bộ đế nơm cho cây mai xử rễ của mình cho nó đẹp nha quý cô chú anh chị. Rồi sau đây toàn sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem ha. Rồi toàn mời quý cô chú anh chị và các bạn xem cách làm mai xử rễ ha. Giờ đây giờ mình mua về là mình trong sang chậu mà đây em có chuẩn bị sẵn là cái chậu này là chậu C6 nha. Thì theo mình nếu mình sang C6 hoặc C7 nha, cô chú anh chị. Dạ. Rồi đây, đây em có chuẩn bị sẵn giá thể nha. Giá thể thì gồm chắc trộn gồm chấu sơ dừa và cát nha. Chú cho tôi đi nghe. Chấu sơ dừa cát nha cô chú. Dạ. À, chú Mực cho tôi hỏi đây. Cái theo cái giá thể mà cám dừa này đó, mình làm mới làm mà mình trộn được không hay là mình làm hơi lâu? Mà trộn là trộn lâu nó tốt hay là mới tốt đi chú Mực? Dạ, nói chung á là cái cám dừa này á là mình trộn ủ cho nó lâu á thì nó phân hủy thì nó tốt hơn cái mà mới nha. Cái mới thì nó cũng còn hơi cái chắc mà sơ dừa nó cũng còn hơi chát. Vậy hỏi chứ cái mình theo độ mình trộn cỡ bao lâu mới vừa ha chú Mực ha? Nếu mình theo mình ủ khoảng tốt là khoảng tầm từ 2-3 tháng ăn lên nó hoặc 5-6 tháng thì càng tốt. Rồi cảm ơn chú Mực nha. Dạ sau đây là mình cho cái giá thể vô cái bầu này, bầu Q6 nha cô chú anh chị. Đây. Bầu Q6. Và tiếp theo là cây giống nha. Cây giống mình chút cái chậu ra nè, bộ nè. Rồi mình sang ra đây. Mực cho quý khán giả biết là về đặc điểm của mai xù Singapore, cái mặt bông nó khoảng bao nhiêu cánh à Mực? Dạ cái cây mai xù này thì cái mặt bông nó là từ 5 tới 12 cánh nha. À. Là để đáp ứng theo nhu cầu của cô chú anh chị hỏi từ trước giờ. Khoảng 2-3 ngày nữa Mực sẽ cho cô chú anh chị xem tận mắt cái mặt bông xù của thằng Singapore nha. Dạ. Dạ. Cái đó là trên cây nó chỗ của vườn nhà mình hay là dạ, từ đâu đến chú? Trên cây chỗ trực tiếp của vườn nhà em chứ không có quay của ai cho nha. Rồi, quay tận mắt nha. Rồi. Dạ. Vậy là Nam Nguyễn cũng xin mời cô chú và anh chị em trong và ngoài nước ha, cũng đón xem cái video của Mực để mình xem được trước mắt thực tế được cái bông mai xù Singapore nha cô chú. Rồi chú Đen cho toàn hỏi là kênh của chú Đen tên gì chú Đen? Kênh của tôi là Mai Xù Singapore Đen Nguyễn. Rồi cảm ơn chú Đen nhiều nha. Rồi. Và kênh Phạm Toàn 99 nha cô chú anh chị. Rồi cảm ơn chú Tư Đen nhiều luôn. À, kênh Phạm Toàn 99 này thưa cô chú anh chị đó là quay cái gì là thực tế cái nấy nha, không có cắt ghép, không có màu mè hết nha cô chú anh chị, rất là chân thành nha. Đây cây mai giống bên nhà mình vườn một đây. Đây là cây đã cắt để chuột nha cô chú. Đây cây cắt để chuột. À. Quá trời bộ đế luôn. Cái cây chú Mực cho tôi hỏi chứ cái cây của chú cầm trên tay với là được khoảng mấy tháng rồi chú Mực ha? Dạ cây này tầm khoảng 3 tháng, 2 tháng mấy 3 tháng chú. À. Vậy dạ, nhà vườn chú giao lưu cái đó bằng nhiêu tiền ơi chú Mực? Dạ cây này em giao lưu với giá là 30.000 một cây, 10 cây bao ship toàn quốc. Rồi. Dạ, đây là cây giống đã xử lý rễ chuột tạo bộ đế nơm nha. À. Cây quá đẹp luôn. Cây mập nha. Giờ sau đây là Mực sẽ sang vô cái chậu Q6 trước nha. Cái giá thể mình trồng bao gồm cái gì với gì mình? Cái giá thể bên em là gồm chấu, cát và sơ dừa. Như sơ dừa là mình trộn 5 phần. Chấu thì 3 phần, cát thì 2 phần. À. Rồi sau đây mình cho giá thể vào. Rồi mình cho giá thể vô là mình có thể dưỡng săn sóc là khoảng từ 2 tháng tới 3 tháng nữa mình mới sửa rễ nha cô chú anh chị. Yeah. Vì nó mới có bộ đế đỉnh đẹp, mình sửa sớm thì nó hơi dở. Tại cái bộ đế của mình nó còn non quá. Cô chú anh chị nào tùy theo nếu mình sang cái chậu tùy theo là nhỏ hoặc bự cũng tùy, đó là tùy theo cô chú anh chị.
Rồi mực cho quý cô chú anh chị và các bạn biết cái số điện thoại của mình và địa chỉ của mình đi ha. Dạ, cái số điện thoại của em là 0971203949, đó cũng là số Zalo của em nha. Địa chỉ của em là ở ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, tại dốc cầu Trung Hưng 2 nha. Dạ. Cái này mình trồng xong rồi mình có kích rễ gì không mực? Dạ, cái này thì mình sang trồng gì là tầm khoảng 3-4 ngày đó mình tưới dưỡng tưới kích rễ nha cô chú anh chị. Mình dưỡng mình kích rễ là mình để khoảng 2-3 tháng mình nó sẽ rễ, là như cái cây mẫu em cũng có để sẵn cho cô chú anh chị coi nè. Từ cây giống mình sang qua gì là cây này em sang từ qua đây nè nha, là tầm khoảng 2 tháng ngoài 3 tháng rồi nè nha. Là cây đã được gì. Và nếu gì nè cô chú anh chị mình đem ra mình sửa rễ nha. Dạ, hôm nay em sẽ sửa rễ cho cô chú anh chị coi luôn. Thầy chú Mực cho tôi hỏi coi, bây giờ sẵn đây thì mình cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình ở trên toàn quốc, trong cũng như ngoài nước chú Mực. Thường thường vậy là chú kích rễ chú sử dụng những cái loại thuốc nào hết chú Mực ha? Dạ, bên nhà vườn em thì kích rễ thì em xài là gót Mỹ và Gigo xanh. Dạ, em xài hoặc là cái thuốc xịt này chỉ xài là 30-10 đó, là hỗ trợ thêm cho nó mập cây thôi. Còn ngoài ra cái phân bón lá là em không có xài nha. Em thì chỉ xài là gót và Gigo xanh hoặc Gigo men gì đó, tùy theo cái thuốc bệnh thì cô chú anh chị Gigo men, Gigo xanh hoặc là anh cho con. Còn phân bón lá thì em chỉ xài gót và cái phân hỗ trợ là mập rễ mập cây đó là em xài anh 30-10. Dạ, thì một ít thuốc sâu nhẹ nha, chứ định kỳ là tuần lễ hoặc 10 ngày đó. Cảm ơn chú Mực đã chia sẻ với cô chú anh chị và sau đây là anh chị em ha. Sau đây là em tiếp tục để sửa rễ lên cái nước hai của cây mai xù nu đột biến của Singapore này nha. Rồi tiếp theo em cũng có là chuẩn bị sẵn là cái này là cái chậu bậu xe chín dính nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em cũng cho cái giá thể vô. Đây, cho mới giá thể vô. Mình cũng tạo cái bầu cho nó nơm, có cái độ nơm nha cô chú. Thì Toàn cũng rất mong là quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho kênh Mai Vàng Nguyễn Mực ha, và kênh của chú Tư Đen, kênh là Mai Xù Singapore Đen Nguyễn. Đây là cái cây giống mà từ cái cây giống của nhà vườn mình là sang cái chậu C6 này là khoảng 2 tháng cho đến 3 tháng tuổi nha. Sau đây là mình sẽ sơ vũ ra là coi cái bộ rễ nó ra sao. Đây, cây này chưa có chỉnh sửa nước nào nha cô chú. Chú Đen tắt đi chụp hình luôn. Dạ, tiếp theo đang làm cô chú anh chị. Sau đây là em sửa rễ nha. Đây, em có chuẩn bị sẵn cái cây nè, cắm cố định vô cái chậu nè. Chú quay cặn luôn đấy chú Tư. Dạ, sau đây là cái rễ nào treo là mình ngắt bỏ nha cô chú anh chị. Đây, ngắt bỏ là cho đồng dai nha. Rồi dọn cho đồng dai vào đồng mặt cho là đẹp nha. Đây, để đây. Quá xá bộ đế luôn. Chú đếm thử ra được nhiêu cọng rễ hay chú Mực ha? Dạ, sau đây là em sẽ rồi, vô chậu này là sửa rễ, là giờ đếm rễ luôn nha. Đếm cho cô bác ta thấy coi, mình làm cái hiệu quả thì chia sẻ cùng cô bác ta để có những cây mai đẹp chơi ha chú Mực ha. Dạ. Mình buộc là gì chứ gì chứ Mực? Dạ, cái này là buộc cắm cho cố định cái cây này nha. Sao mà thấy chú buộc dây lông bẻ đó là sao vậy? Dạ, cộng dây lông này thì buộc cho nó cứng, kìm cái cây để gió nó không có lung linh cây nha, không có lắc cây nha. Rồi, dạ. Cảm ơn chú luôn.
Đó, sau đây mình sẽ kéo rễ ra, mình kéo ra là cái rễ nào là tre mình cắt bỏ hết nha cô chú, để cho đồng dai hết nha. Cái này ví dụ mình trồng khoảng bao nhiêu ngày mới đem ra cái mô mô mình trồng chú mực? Dạ thì từ cái cây giống mình đã sang ra cái chậu này là khoảng 2 tháng 2 tháng ngoài đó. À, là mình đem ra sửa gì? Sửa gì là tầm khoảng 1 tháng hoặc tháng rưỡi rồi đó. Là mình sang ra ngoài đất, mình xuống đất mình trồng trực tiếp nha cô chú anh chị. Đó là sửa thêm một nước nữa, đó là cũng khá hoàn hảo rồi. Đây. Đó, mình chặt ra đồng dây đồng mặt hết nha. Rồi sau đây em xin đếm cà mai này được có bao nhiêu cọng đế nha. Rồi, 2 4 6 8 9 chín cộng nha cô chú. Thì cây nói chung là nằm tầm cái khoảng là 7 9 10 cộng nha. Thôi thì cây này giờ chú mực cho tôi hỏi thêm, mình giữ giao lưu của bác có giao lưu không chú mực? Giờ nếu cái cây giống này hiện bây giờ là mình sửa rễ kiểu gì, và giao lưu thì em cũng có giao lưu nữa. Cây nhiêu vậy chú? Dạ nếu mà cây sang gì em giao lưu với giá là 200 ngàn một cây. Bao nhiêu cây mình bao ship chú mực? Cái đơn hàng là cũng 3 cây em cũng bao ship luôn. 3 cây em bao ship toàn quốc. Rồi, cảm ơn chú luôn. Dạ. Cây 200, 3 cây bao ship ha. Dạ dạ. Còn lẻ một cây thì tiếp tiền ship ha. Dạ lẻ một cây thì tiếp tiền ship. Rồi, sau đây là mình vô giá thể nha. Mình có thêm đất lên cái mặt mô không mực? Dạ cái này thì em không có cần lên đất, em chỉ là ốp cám dừa chất trộn gì là xong. À. Dạ tưới nước. Tưới nước sương sương có khoảng mấy ngày mình kích rễ? Dạ tưới nước sương sương là khoảng 4-5 ngày em kích rễ nha. À. Dạ 4-5 ngày em mới kích rễ. Dạ. Dạ vậy là mình cũng đã hoàn thành cái cây mà từ cây giống mà sang đến cái cây mà chậu quay sáu rồi, đã ra sữa rễ là nước thứ hai nha. Rồi cảm ơn chú mực nha, để chia sẻ những cô chú anh chị mình những cái hay về cho có những cây mai nó có cái bộ đế đẹp cô chú anh chị ơi. Cảm ơn chú mực rất là nhiều nha. Dạ, thời lượng trong video của mực cũng đã dài rồi, mực xin phép khép lại cái video nha. Cuối video mực xin kính chúc quý ông bà cô chú và các bạn yêu thích mai vàng trên mọi miền tổ quốc luôn được nhiều sức khỏe, nhìn vào điện thoại chính và được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc nha. Dạ trân trọng cảm ơn, kính chào. Rồi. Rồi, chú cảm ơn mực nhiều, rất là nhiều. Đấy, đã chia sẻ kinh nghiệm cách trồng mai sữa rễ mai sữa Singapore ha. Cùng với Phạm Toàn đến để người cùng với Nguyễn Mực ha cô chú anh chị, để cùng với cô bác mình để làm những cái cây mai cho nó có những cái bộ đế thật là đẹp ha. Thì thời lượng của mình đã sửa đến đây tạm xong, thì Mực và cũng như Đăng Nguyễn nha, xin kính chào và tạm biệt cô chú và anh chị. Thì Đăng Nguyễn cũng không quên kính chúc cho cô chú và toàn thể. Rồi, Toàn cũng xin phép với cô chú anh chị và các bạn Toàn khép lại cái video ha.
Cuối video toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn đi nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Hẹn có quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích video của toàn, hãy xem xong cho toàn một like và một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho toàn ha, để toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ bye bye.